Xin chào anh em và chào tất cả anh em đã đến với DVC Store. Mình là Huy Kai. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một list có thể nói là những chiếc laptop nổi bật và đột phá nhất tại CES 2024. Thực ra thì để mà nói là đột phá ấy, thì chiếc laptop nào mình cũng thấy có những sự đột phá riêng biệt của nó thôi. Nhưng để mà nói ra những cái chiếc laptop riêng biệt và đặc sắc nhất thì có lẽ là mình sẽ chọn ra 5 chiếc laptop mà bản thân mình cảm thấy ok nhất. Vậy thì hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em nó chính là em Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Lenovo đã thử nghiệm với các thiết kế máy tính xách tay khác thường trong một thời gian và ThinkBook chạy cả Android lẫn Windows lần này trông thường hơn một chút. Thiết bị 201 này thì có gồm hai bộ vi xử lý cơ. Một nó là Qualcomm Snapdragon Plus Gen 1 cung cấp năng lượng cho máy tính bảng và màn hình OLED 14 inch 2.8K và chip Intel Core Ultra 7 phần đế. Điều này có nghĩa là máy có thể hoạt động như một chiếc laptop Windows khi được kết nối với màn hình ngoài. Liệu anh em có muốn là hai hệ điều hành khác nhau này dùng chung phần cứng và sở hữu trên cả máy tính bảng và laptop cùng lúc không? Và nếu như Lenovo ThinkBook Gen 5 Hybrid là một gợi ý thì chắc chắn là nó sẽ rất thú vị. Thực ra em này thì mình đã từng giới thiệu cho anh em rồi, thế nên là mình sẽ đi qua nhanh hơn một chút nhá, bởi vì là mình đã làm nó trong 2-3 clip rồi và thực sự là nó rất đặc sắc. Và có thể nói là đây sẽ là một trong những cái chiếc laptop có thể nói là đặc sắc nhất rồi, không có cái nào có thể đặc sắc hơn cả. Từ trước đến giờ có bao giờ anh em nghĩ là một chiếc laptop lại được tích hợp một cái máy tính bảng, hay đơn giản là một cái thiết bị di động cầm tay đi, mà anh em có thể gọi là có hai hệ điều hành như vậy không? Rõ ràng là không, nhưng mà bây giờ điều đấy đã được trở thành hiện thực. Và ở vị trí thứ hai, một thiết bị cũng rất thú vị và đặc sắc không kém, nó chính là em ZenBook Duo phiên bản 2024. Lần này thì đã có hai màn hình và em này mình cũng đã làm trong rất rất nhiều clip rồi. Asus đã đi tiên phong trong khái niệm máy tính xách tay màn hình kép. Như trong lịch sử thì màn hình thứ hai chỉ chiếm một phần nhỏ trên laptop và đôi khi không quá thiết thực. Với model 2024, Asus đã mở rộng thành hai màn hình cảm ứng OLED kích thước full cho phép tạo ra màn hình tổng lớn hơn gần 20 inch. Màn hình máy thì có tần số quét là 120Hz, 2880x1800 pixel, được liên kết bằng bản lề cho phép nó nằm phẳng và bàn phím có thể tháo rời. Ngoài ra còn có phần chân đế tích hợp. Với thông số, laptop hai màn hình này có GPU là Intel Core Ultra 9 dòng H, bộ nhớ cũng lên tới là 32GB và dung lượng lưu trữ lên tới là 1TB. Các cổng bao gồm là hai Thunderbolt 4 này, USB Type A, đầu ra HDMI và jack cắm tai nghe. Ở vị trí thứ 3 mà mình muốn giới thiệu cho anh em, nó sẽ là em HP Omen Gen 14. Cũng là một cái thiết bị có thể nói là mình giới thiệu trong rất rất nhiều clip trước đây rồi, toàn những cái thiết bị quen thuộc thôi. Và em này ấy, thì nó được mệnh danh là chiếc laptop gaming 14 inch nhẹ nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Vậy thì hãy cùng mình tiếp tục tìm hiểu em nó nhé. Mẫu 14 inch mới trong dòng Omen Gen của HP được thiết kế để phục vụ tốt cho cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí. Độ hào nhoáng của RGB đã được giảm đáng kể và các góc sắc nét của chúng ta thường thấy trên máy tính xách tay chơi game cũng biến mất, để laptop trở thành một sản phẩm phổ thông đời thường hơn. Laptop cao cấp này đủ nhẹ để bạn có thể bỏ vào túi xách của mình và cũng có thời lượng pin đủ dùng cả ngày. Cấu hình tối đa của sản phẩm bao gồm là chip Intel Core Ultra 9 185Hz, các màn hình thì sẽ là RTX 4070, bên cạnh đó là màn hình OLED 14 inch 2.8K với tốc độ làm mới thay đổi từ 48 lên tới là 120Hz. Nó có giá khởi điểm là 1.500 USD, gần 37 triệu đồng và hiện có sẵn để cho anh em đặt hàng trước luôn. Và đó là top 3 những sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Còn nó vẫn còn những cái sản phẩm ấn tượng sau nữa, nhưng mà có lẽ là hẹn anh em ở clip lần sau. Còn nếu mà mình làm thêm thì có lẽ là nó hơi dài đúng không? Và để mà nhận xét về những cái chiếc laptop này, anh em thấy rõ ràng nó cực kỳ đột phá. Và so sánh với cả năm 2023 nhá, thì rõ ràng là nó đã đột phá rất là nhiều. Anh em có thể thấy là cái laptop hai màn hình này, rồi thì laptop hai hệ điều hành. Trước đây thì có bao giờ anh em suy nghĩ là có thể sở hữu được những chiếc laptop như này không? Rõ ràng là không rồi đúng không? Nhưng thời điểm hiện tại thì mọi cái việc này nó trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì nó cũng rất thuận tiện cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta làm việc, hay là chúng ta có nhu cầu để có thể là tích hợp những cái đấy vào với nhau, đúng không? Và anh em thấy sao về những chiếc laptop này? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cho mình biết nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip lần sau.